Tử vi tuổi Canh Thìn, 2000 nữ mạng, năm 2022, thần tài mở kết ban phát lộc. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000 nữ mạng, trong năm 2022 này sẽ giúp cho các bạn sinh năm 2000 nữ mạng sẽ biết được những khó khăn và thuận lợi của mình, bởi do vận khí của mỗi người mỗi năm hoàn toàn khác nhau và không có sự giống nhau giữa các năm. Thế nên, bạn cần phải nắm rõ vận hung cát của mình để có thể có được những bước đi chính xác nhất. Phần tử vi của tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nữ mạng trong năm 2022 này sẽ luận giải cuộc sống của bạn theo 4 phương diện luận giải, đó là tiền bạc, học tập, tình duyên và các mối quan hệ trong cuộc sống một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Sau đây là phần luận giải tử vi cho tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, năm 2022 nữ mạng, tuổi 22 sóng gió. Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, năm 2022 nữ mạng, tháng 9 vận tình duyên của Canh Thìn cực kỳ vượng. Bạn có cơ hội tốt để gặp gỡ những người khác phái ưu tú. Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, năm 2022 nữ mạng. Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, năm 2022 nữ mạng, dự báo một năm khá gập ghềnh. Năm nay người tuổi Canh Thìn tròn 22 tuổi, tuy không có sự khắc chế giữa tuổi Thìn và sao Thái Tuế, nhưng có quá nhiều sao hung tinh, nên hầu hết các tuổi Thìn đều bị các sao hung tinh hãm hại, mà tài lộc tất yếu sẽ xuống dốc. Không chỉ vậy, trong năm Nhâm Dần có khá ít các tinh chiếu mệnh Canh Thìn, chắc chắn nữ mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với năm cũ. Bạn cần phải nỗ lực hơn nữa để hóa giải vận hạn trong năm Nhâm Dần. Bên cạnh đó, để hóa giải những vận hạn của năm, những gia chủ tuổi Canh Thìn cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để hóa giải. Kim bài Thái Tuế là pháp khí phong thủy hàng đầu hóa giải vận hạn của năm. Mặt trước của kim bài có in hình Thái Tuế của năm 2022 là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân, mặt sau có in hình lệnh phù Thái Tuế của năm. Mang theo kim bài bên mình để được Thái Tuế tương trợ hóa giải mọi thị phi tai ách của năm 2022 Nhâm Dần mang lại. Sự nghiệp năm Nhâm Dần 2022, đường sự nghiệp hay học tập của nữ Canh Thìn vẫn khá lạc quan. Mặc dù vận may của bạn năm nay kém hơn năm trước, nhưng ít nhất bạn cũng được thiên quan cát tinh che chở trong việc học hành. Vì vậy, hầu hết những con giáp 22 tuổi này đều có đường học hành khá tốt. Về cơ bản, bạn vẫn duy trì được phong độ điểm số khá tốt. Tuy nhiên, Canh Thìn có thành tích học tập tốt thôi là chưa đủ, đặc biệt là dưới sự tấn công của các sao hung tinh, Thìn cũng nên cố gắng thể hiện mình thật tốt ở các khía cạnh khác để chống lại hung tinh. Trước khi xuất hành, đi làm ăn xa hoặc đi học, các bạn nên chú ý lựa chọn những khung giờ hạp tuổi, xem ngày tốt xấu để mang đến sự may mắn và thành công trong tương lai. Năm 2022 tuổi Canh Thìn nên đi chùa đầu năm, chăm phóng sinh, làm việc thiện để cho việc học hành hưng vượng, thi cử may mắn, vạn sự như ý. Tài vận, vận trình tài lộc của người tuổi Canh Thìn nữ mệnh trong năm 2022 nhìn chung khá ổn. Trong năm Dần, Canh Thìn không chịu sự can thiệp của các sao hung tinh vào trong tài vận, cho nên tài lộc của bạn tương đối ổn định. Tuy nhiên, vì còn đi học nên quý bạn sinh năm 2000 còn phụ thuộc nhiều vào bố mẹ. Phần lớn tiền bạc đầu tư cho việc học cũng như chi tiêu hàng ngày, các bạn cần phải lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để hạn chế những khoản chi tiêu không cần thiết. Tuổi Canh Thìn có thể tham khảo màu sắc hợp mệnh để chiêu tài vượng khí vào năm 2022, hóa giải tài lộc thất thoát, cầu tài lộc trong năm mới, tăng chỉ số hạnh phúc nhiều hơn mọi năm. Ngoài ra, bạn cũng cần phải ăn ở có tâm, giữ cho tâm bình khí ổn để cho tuổi thọ được tăng lên và phần nào hóa giải được những điều xui xẻo không đáng có. Bên cạnh đó, thầy Gia Cát cũng khuyên gia chủ tuổi Canh Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, khi mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng. Đồng thời, vật phẩm có tác dụng kích hoạt khai mở cung tài lộc, khai thông đường quan vận và sự nghiệp, giúp cho gia chủ tuổi Canh Thìn gặp được nhiều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Tình cảm, tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, năm 2022 nữ mạng nhận thấy năm này bạn có thể muốn kết bạn nhiều hơn nhờ thành tích của bản thân
hoặc có thể phát triển bản thân bằng cách kèm cặp bạn bè học cùng lớp hoặc là trong học tập với bạn bè. Tuy nhiên, nữ mệnh có thể dễ phạm phải hung tinh trong năm nay. Các mối quan hệ xã hội của bạn trở nên suy tàn hơn do bị hung tinh phá hoại. Mặt tình cảm yêu đương chịu ảnh hưởng bởi sao Thiên Khốc, sao ưu tư, ưu sầu, cho nên tình yêu xuống dốc nhanh chóng. Nữ mệnh thường cảm thấy cô đơn, lẻ loi, tâm lý yếu đuối, bạn rất dễ cảm thấy chán nản, phiền muộn, nên càng sinh tính ỷ lại, kết giao bừa bãi với tất cả mọi người. Sống quá tự kỷ sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân của bạn. Vì vậy, người tuổi Thìn nên điều chỉnh tâm lý, cố gắng lạc quan, vui vẻ, đừng để các sao hung tinh quấy nhiễu. Chuyện gia đạo của các quý bạn canh Thìn nữ mạng không được hòa thuận, êm đềm. Gia đình thường có xích mích xảy ra giữa cha mẹ do bất đồng quan điểm về các vấn đề trong cuộc sống. Sức khỏe. Vận trình sức khỏe của nữ mệnh tuổi Canh Thìn trong năm Nhâm Dần tương đối bết bát. Bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh chiếu mệnh, vấn đề sức khỏe của con giáp 22 tuổi rất đáng lo ngại trong năm nay. Bạn thường gặp khó chịu về thể chất và tâm lý. Nhiều bạn tuổi này thu mình hơn do ảnh hưởng của sao Thiên Khốc, thậm chí có thể bị trầm cảm. Vì vậy, nữ mệnh tuổi Canh Thìn phải quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề sức khỏe của bản thân, chủ động đi ra ngoài giao lưu nhiều hơn với mọi người và chăm tập thể dục để cải thiện sức khỏe. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần phải luôn đeo vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để hộ mạng, tăng cường sức khỏe, chiêu mời nhân duyên. Vòng tam hợp quý nhân được lấy từ bộ tam hợp của người tuổi Canh Thìn mang theo vòng bên mình sẽ hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời tăng cường sức khỏe và tài lộc cho gia chủ. Hung cát. Canh Thìn bị các sao hung tinh quấy phá như Thiên Sát, Thổ Phù, Diên Niên, ảnh hưởng đến công danh, sức khỏe và tình cảm. Canh Thìn cần phải tăng cường cảnh giác và đề phòng trong cuộc sống. Canh Thìn có các tinh Thiên Khốc hỗ trợ trong học tập, tài sản của họ tương đối ổn định và họ hiếm khi bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Vì vậy, đường tài lộc của người tuổi Thìn tuy có khó khăn nhưng không hoàn toàn xấu, chỉ là bạn phải đặt tâm mình lên, chăm chỉ làm việc, biết lấy cái vui trong cái khó thay vì lo lắng vô cớ mà thôi. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000, năm 2022 nữ mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, vận trình tài lộc tổng thể của nữ Canh Thìn trong tháng đầu tiên của năm khá tốt, bị ảnh hưởng bởi không khí sôi động và sự nóng nhiệt của mùa xuân. Vận trình tài lộc tương đối khả quan trong tháng này. Dù bạn có làm gì đi chăng nữa thì mọi thứ sẽ diễn ra rất suôn sẻ. Hầu hết các bạn đều có thể đạt được điều mình mong muốn, có hầu bao rủng rỉnh. Tháng 2. Trong tháng 2 âm lịch, Canh Thìn rất dễ gặp tai nạn đáng tiếc do bị sao hung tinh chiếu mệnh. Vì vậy, bạn phải tăng cường cảnh giác và đề phòng trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, quan tâm hơn đến vấn đề an toàn sử dụng điện cháy nổ. Ngoài ra, nếu đang đi chơi thì phải tuân thủ luật lệ giao thông, không được chạy ẩu, kẻo xảy ra tai nạn giao thông không đáng có cho bản thân. Tháng 3, vận trình tình cảm của tháng này của bạn không mấy khả quan, hung tinh sẽ quấy nhiễu bạn, tinh thần không được tốt, bạn có thể tỏ ra lạnh lùng và cô đơn hơn, không chỉ bị bạn bè xa lánh mà trong quan hệ tình cảm cũng vậy. Do bạn quá lạnh lùng nên khó mà thoát ế, dẫu biết bạn không phải là người xấu. Người tuổi Thìn nên chú ý điều chỉnh lại trạng thái của bản thân trong tháng này, đừng để các sao hung tinh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Tử vi số khuyên bạn nên giữ tinh thần lạc quan và năng động, vui vẻ hết mức có thể, vận may về đào hoa của bạn sẽ tăng lên gấp bội. Tháng 4, bạn bị ảnh hưởng bởi tiết thanh minh, gia đình hoặc họ hàng của bạn tháng này có điềm tang tóc chết chóc, cho nên hãy cẩn thận. Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí u buồn này, cho nên sắc mặt của bạn trông sẽ ảm đạm hơn, tài vận tổng thể giảm sút nghiêm trọng vì năng lượng tiêu cực. Vì vậy, khuyên nữ Canh Thìn nên nhìn thoáng hơn và bớt suy nghĩ nhiều. Nếu gặp rắc rối áp lực thì nên trao đổi với bạn bè, tìm cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Tháng 5, vận trình học tập của tuổi Thìn trong tháng này khá thuận lợi. Nhờ ngôi sao may mắn Thiên Khốc, hầu hết các bạn tuổi này đều có thành tích tốt, có tiến bộ vượt bậc, có thể đạt được thành tích xuất sắc. Không chỉ vậy, những bạn từng bị điểm kém cũng có thể có tiến bộ nhanh chóng trong tháng này. Hiệu quả học tập cũng được cải thiện đáng kể, được bạn bè nể phục. Tháng 6. Vào tháng 6, nhiều bạn sinh viên sẽ tranh thủ thời gian nghỉ hè để đi ra ngoài làm việc. Khối tài sản của bạn cũng có thể có được nhờ sự cố gắng của bản thân. Đặc biệt, Canh Thìn nữ mạng có hứng thú làm việc rất cao trong tháng này. Họ thường làm thêm giờ hoặc làm kinh doanh vỉa hè để tăng thêm thu nhập cho bản thân. Tháng 7.
tuổi Nhâm Thìn 22 tuổi có sức khỏe ở mức trung bình trong tháng này. Chịu ảnh hưởng của sao hung tinh cho nên thể lực của Canh Thìn trong tháng này không được tốt cho lắm, thường xuyên mắc bệnh vặt. Người tuổi Thìn nên chú ý nghỉ ngơi trong tháng này. Nếu cảm thấy cơ thể không thoải mái thì nên đi khám ngay, không nên trì hoãn thời gian để tránh làm cho bệnh nặng thêm. Tháng 8. Trong tháng 8, người tuổi Thìn không bị ảnh hưởng nhiều bởi ngoại cảnh hay sao chiếu mệnh, cho nên phần lớn vận khí của họ về cơ bản có thể duy trì trạng thái ổn định. Thực ra tháng 8 mùa thu mát mẻ, tuổi Thìn khá nhàn hạ và không phải lo nghĩ nhiều. Tháng 9. Tháng 9 vận trình tình duyên của Canh Thìn cực kỳ vượng. Bạn có cơ hội tốt để gặp gỡ những người khác phái ưu tú và đây có thể là cơ hội tốt để bạn rơi vào lưới tình. Nếu Thìn có ý định thoát ế thì bạn nên tận dụng tháng 9 để tìm kiếm được nửa kia sớm hơn. Tháng 10, Canh Thìn sẽ tiêu nhiều tiền hơn trong tháng này. Trong tháng 10, nhiều bạn sẽ điên cuồng mua sắm vì tâm lý ham rẻ, dẫn đến tâm lý hoang mang do hao hụt tài chính quá nhiều. Vì vậy, người tuổi Thìn nên chú ý kiểm soát chi tiêu của bản thân trong tháng này, tiêu dùng hợp lý, không nên tiêu xài hoang phí, nếu không có thể ảnh hưởng đến tài lộc của bản thân. Tháng 11, nếu bạn đang có chiến tranh lạnh với người nhà trong thời gian trước đây, thì bây giờ là lúc để làm lành. Mối quan hệ của bạn với gia đình được cải thiện trong tháng 11. Trong giai đoạn trước, nhiều mối quan hệ giữa Thìn và các thành viên trong gia đình trở nên rất căng thẳng. May mắn thay, tháng 11 có cát tinh cộng với dịp nghỉ lễ cuối năm, cho nên Thìn có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình trong kỳ nghỉ. Gia đình rất ấm êm, hòa thuận. Tháng 12, từ khóa của tháng 12 dành cho Canh Thìn là vui trong đau khổ. Thời điểm cuối năm có phần bộn bề, nhưng khi ở nhà nghỉ dưỡng, bạn thường giúp người lớn tuổi dọn dẹp nhà cửa. Dù đôi khi khá bận rộn và mệt mỏi, nhưng bạn cũng có thể tận dụng cơ hội này để gần gũi hơn với gia đình của mình. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Canh Thìn trong năm 2022 Nhâm Dần. Chắc hẳn là quý vị cũng đã biết rằng là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng tất cả quý vị luôn áp dụng được những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt lên. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.